giá xe VinFast Fadil tháng 3 năm 2022 lăn bánh từ 420 triệu đồng. Tháng 3 năm 2022, khách hàng tại Hà Nội mua VinFast Fadil trả thẳng chỉ cần từ 420 đến 491 triệu đồng là có thể lăn bánh nhờ hưởng ưu đãi kép. Theo tìm hiểu tháng 3 năm 2022, tại các đại lý VinFast vẫn áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% giá trị xe cho khách mua Fadil trả thẳng, tương đương với số tiền từ 42,5 đến 49,9 triệu đồng, tùy từng phiên bản, và lãi suất 0 đồng 2 năm đầu dành cho khách mua xe trả góp. Ngoài ra, khách hàng mua VinFast Fadil trong tháng 3 năm 2022 sẽ được giảm thêm 10 triệu đồng, áp dụng cho tất cả phiên bản và tất cả các khách hàng. Tuy nhiên, ưu đãi miễn phí bảo dưỡng trong 3 năm dành cho khách mua online không còn được áp dụng. Vì là xe lắp ráp trong nước, khách mua VinFast Fadil trong tháng 3 năm 2022 sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách từ chính phủ, tương đương với số tiền từ 21,25 đến 29,94 triệu đồng, tùy từng phiên bản và tùy từng địa phương lăn bánh. Như vậy, cộng gộp các ưu đãi, khách hàng mua VinFast Fadil tháng 3 năm 2022 trả thẳng sẽ tiết kiệm được từ 73,75 đến 89,84 triệu đồng, tùy từng phiên bản và tùy từng địa phương lăn bánh. Sau đây là giá lăn bánh VinFast Fadil tại Hà Nội dựa trên các loại thuế, phí chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Phiên bản tiêu chuẩn giá 420,38 triệu đồng, nâng cao giá 453,02 triệu đồng, cao cấp giá 491,42 triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.